Như Quỳnh xin được kính chào quý anh chị đã quay trở lại với chương trình Nhân Tướng Học của Phong Thủy Gia Cát, trực thuộc công ty kiến trúc Phong Thủy Lộc Tài. Thưa quý vị, theo quan niệm của Nhân Tướng Học, thông qua các bộ phận trên cơ thể, chúng ta có thể đoán biết được nhiều điều về vận số con người. Trong Nhân Tướng Học và xem tướng, chỉ cần nhìn vào tướng mạo cũng có thể đoán được tài vận của người đó ra sao. Xem xét những dấu hiệu xui xẻo trên khuôn mặt từ xa xưa là một phần không thể thiếu trong bộ môn tướng số của các thầy. Được sự hỗ trợ từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt, hôm nay chúng tôi sẽ bật mí cho quý anh chị về những đặc điểm giúp nhận ra ngay tướng người nghèo khổ, xảo quyệt trong Nhân Tướng Học. Ấn đường hẹp hoặc lõm. Ấn đường hẹp là khoảng cách giữa hai đầu lông mày ngắn gần sát vào nhau. Những người sở hữu kiểu ấn đường này thường có bụng dạ hẹp hòi, ích kỷ hay toan tính, chỉ biết tới lợi ích của bản thân mà không màng tới cảm xúc của người khác. Bên cạnh đó, những người này còn hay phức tạp hóa vấn đề, chuyện bé xé ra to nên không được lòng nhiều người. Điều này khiến các mối quan hệ xã hội của họ không ổn định, sự nghiệp gặp nhiều khó khăn cản trở quá trình thăng tiến. Xem tướng số qua ấn đường cho thấy, người có ấn đường lõm thường khá bảo thủ, thường chỉ làm theo ý mình mà bỏ ngoài tai ý kiến của người khác. Sinh ra đã trong gia cảnh khốn khổ, sự nghiệp của người này còn mãi không khá lên được, cuộc đời phải bôn ba, mai đây, nay đó. Tài vận kém nên thường xuyên rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu. Đặc biệt, nữ giới có ấn đường lõm sâu vào trong, thường lấn át vận khí của chồng, khiến chồng không thể làm được việc lớn. Lông mày che khuất ấn đường, hay còn được các thầy tướng số gọi là bị khóa ấn đường. Ấn đường là nơi tượng trưng cho hoài bão của một người có thực hiện được hay không. Ấn đường nên thoáng đãng, có phần nhô lên, kỵ ấn đường có nhiều nếp nhăn hay là bị lông mày che khuất. Người mà ấn đường bị lông mày che khuất sẽ tạo cảm giác ấn đường nhỏ hẹp, khiến cho lòng dạ trở nên hẹp hòi, cũng chẳng dám mơ ước gì cao xa. Họ lúc nào cũng rơi vào cảnh thiếu thốn tiền bạc bởi vận tài lộc chẳng có là bao, cả đời cũng khó làm nên chuyện gì to tát. Cho dù bản thân có nhiều tham vọng cũng chẳng thể biến chúng thành hiện thực, chỉ đành than thân trách phận, số kiếp kém may mắn mà thôi. Người sở hữu kiểu ấn đường này thường có gia cảnh bần hàn hoặc cha mẹ phải đi làm ăn xa, bôn ba tứ phương. Người này có tính cẩu thả, dễ nóng nảy hay cáu gắt và khó kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn vất vả và đến khoảng trên dưới 30 tuổi, họ khó tránh khỏi họa, nhưng nếu tâm lý vững chắc thì có thể vượt qua được. Đặc biệt, nếu nếp nhăn càng ngoằn ngoèo, hằn sâu hoặc lông mày tại vị trí này càng nhiều thì số mệnh của những người này càng xấu. Theo chuyên gia tướng học thì những mệnh chủ rơi vào trường hợp ấn đường bị khóa như này, tốt nhất cần thường xuyên nhổ tỉa phần lông mày tại vị trí ấn đường đi. Kèm với đó sẽ cần luôn luôn mang theo bên mình một pháp khí trợ mệnh, minh quang pháp bảo để nạp tài kích vận, mang lại bình an, may mắn cũng như tài lộc cho mình. Đường công danh nhiều nhưng có phần phân nhánh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón tay áp út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó gặt hái được những thành công gì cho sự nỗ lực đóng góp của mình. Nếu trên đường công danh có rất nhiều đường phân nhánh nhỏ kéo dài, biểu thị chủ nhân là người rất rộng rãi, ham học hỏi, chịu tiếp thu tri thức ở các lĩnh vực khác nhau. Nhược điểm của họ là thiếu tính nhẫn nại, hầu như là không kiên trì được đến cuối cùng. Do đó, họ khó mà đạt được kết quả thực sự, trải qua không ít lần thất bại mới có thể tiến tới thành công. Nốt ruồi xấu dưới mắt cá chân, gót chân. Nốt ruồi dưới gót chân, mắt cá chân là các vị trí nốt ruồi xấu, đặc biệt là nốt ruồi đen thì càng không tốt. Nó thể hiện cuộc sống của người này gặp nhiều rắc rối, phiền toái, dù cố gắng làm việc nhưng thành quả thu được không được nhiều hoặc không được công nhận. Chuyện tình cảm, hôn nhân của họ cũng không khá là mấy, dù cố gắng nhiều nhưng chẳng được nếm trái ngọt. Cách hóa giải nốt ruồi xấu này có thể xóa
Nốt ruồi này thì ít nhiều vận trình cuộc sống cũng cải thiện được. Bên cạnh đó thì nếu bạn thường xuyên mang theo mình một trang sức trợ mệnh phong thủy thì sức ảnh hưởng của nốt ruồi xấu này cũng giảm đi đáng kể. Mũi hách lên trên. Xét theo kiến thức về tướng mũi hách, nhân tướng học, chủ nhân của nét tướng này là những người có tướng người mập mạp rắn chắc, ngực bụng bằng nhau và đầy đặn, tròn trịa. Người có mũi hách hơi thở gấp, đứng ngồi không yên chỗ. Lỗ mũi hách tướng số gọi là tỷ lộ. Xem tướng mũi hách và lộ chủ về phá tán, cùng khốn, thấp hoặc là có gân, có vạch chủ về công ăn việc làm nên xuống thất thường. Chuẩn đầu, phần chóp mũi quá cao so với khuôn mặt và nhất là so với lưỡng quyền gò má thì chủ về cô đơn hay phá bại, quá lớn và mỏng gọi là không phù hoặc là nghiêng lệch đều chủ về cô đơn trì trệ. Phụ nữ có mũi hách thì thường bảo thủ, coi trọng cái tôi cá nhân một cách thái quá nên hay gây bất đồng, khó hòa hợp với người khác, đặc biệt là với chồng. Con gái mà mũi hách mà lỗ mũi lại to thường là người có cá tính mạnh mẽ, chanh chua. Xem từ mũi hách như vậy cũng khó có thể thành tài, cuộc sống, tình duyên hay hôn nhân cũng đều gặp trắc trở. Tuy nhiên lại là người khá lụy tình, dù giữ cái tôi của mình nhưng cũng không vì nó mà buông bỏ chồng con. Thành ra tâm thân luôn mâu thuẫn, khiến họ phải khổ một đời. Phụ nữ có mũi hách luôn gặp phải người chồng đào hoa, hấp dẫn người khác, khiến vợ đã khổ lại càng thêm khổ. Từ đó mối quan hệ hai vợ chồng luôn gặp trục trặc bất hòa. Do vị trí này mình sẽ không thể chỉnh sửa được nên tốt nhất mệnh chủ cần luôn luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm trang sức hộ thân có tác dụng kích tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng, giúp mang lại bình an may mắn hơn cho gia chủ. Tiếp theo trong video lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ cùng anh chị tìm hiểu những nét tướng của người xảo quyệt trong nhân tướng học. Theo quan niệm dân gian, người có hốc mắt lõm rất sâu thì thường có tâm địa cực độc ác, miệng nam mô, bụng một bồ dao găm. Phần lớn, họ là những người xảo trá, luôn đặt lợi ích của mình lên trước. Đuôi phân tán lộn xộn chứng tỏ tính cách kỳ quái, dễ bị kích động, làm việc cảm tính, thiếu lý trí. Hơn thế, đặc điểm này được coi là khó tụ tài, làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, tài lộc đến rồi lại đi. Cuối cùng, tay trắng hoàn tay trắng. Phụ nữ có lông mày không đều là người có ý thức cá nhân cao, mừng giận bất thường, mặt khác lại có kế sách đánh đòn tâm lý, thuộc phần tử, đáng sợ, không thể dây vào. Nếu có thêm đặc điểm mắt lác hoặc là ánh nhìn thâm hiểm, chứng tỏ đây là người có tướng mặt gian xảo, không đáng tin cậy. Họ có thể tiết lộ bí mật đời tư của bất kỳ ai để có lợi cho mình. Khi làm việc, hợp tác, kết bạn với người này, bạn cần phải hết sức thận trọng, tránh trở thành nạn nhân của những trò đấu đá, tranh giành quyền lợi. Người có kiểu miệng không cân xứng thì hay nói dối. Nếu có thêm đặc điểm là môi trên quá mỏng, không che kín hàm răng cho thấy đây là người thích gieo rắc thị phi. Ngoài miệng thì da vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn, nhưng trong thâm tâm lại đi bới móc soi mói người khác. Trong nhân tướng học, người có kiểu mắt này dã tâm lớn, trực giác nhạy bén nhưng xảo quyệt, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu. Nếu hợp tác với người này, phần thua thiệt luôn thuộc về bạn. Ngoài những vật phẩm phong thủy để mang theo bên mình giúp mang lại bình an may mắn cũng như tài lộc, quý anh chị cũng cần phải chú ý nhiều điều sau. Thứ nhất, tâm sinh tướng. Tại sao có những người khi nhìn khuôn mặt đã thấy không thể tin tưởng? Và tại sao có những người vừa gặp đã khiến người khác phải muốn kết thân? Đó chính là tâm sinh tướng. Tướng mạo phản ánh nội tâm của con người. Người luôn nghĩ điều ác thật khó có thể có gương mặt thiện lương, thánh thiện. Khi phát ngôn thường tự cao, tự đại hay cho mình là nhất, thường không giấu được mưu đồ lợi dụng người khác. Kiểu người này không sớm thì muộn cũng bị lộ chân tướng, dù ban đầu có cố gắng vờ vịt thế nào đi nữa. Người luôn nghĩ điều thiện thì khi nói năng âm tiết điều độ, nhẹ nhàng, cẩn trọng, gương mặt nhẹ nhàng, thanh thản, vô âu lo. Muốn thay đổi được tướng mạo thì cần phải có cái tâm thực sự hướng thiện, gạt bỏ mọi hận thù, sân hận và suy nghĩ về những điều tốt đẹp. Chỉ khi thực sự học được cách buông bỏ thù hận,
bao dung với người khác thì tướng mạo mới có thể thay đổi. Tâm lý học phương Tây chỉ ra rằng tâm thái bạn thế nào thì cuộc sống của bạn sẽ thành thế đó, vận mệnh của bạn cũng sẽ đi theo chiều hướng ấy. Vì thế mà muốn số phận an lạc cát tường phải thực sự khởi tâm thiện. Thường xuyên khen ngợi người khác thực lòng. Các nhà khoa học đã chứng minh những lời khen ngợi đều tác động đến vạn vật, thậm chí là cây cối cũng thích được khen ngợi. Một thí nghiệm cho thấy, các nhà khoa học đã trồng hai cây ở cùng một thời gian, cùng chăm sóc tưới cây như nhau, môi trường sống của cây cũng như nhau. Nhưng điểm khác biệt là một cây thì thường xuyên được khen ngợi, nói lời yêu thương, cây còn lại thì bị mắng nhức mỗi khi tưới. Kết quả sau một tháng là cây được nói lời yêu thương phát triển tươi tốt, còn cây bị mắng nhức thì héo lá còi gặp. Điều này chứng minh sự ảnh hưởng của tinh thần lên vật chất. Con người cũng giống như là giọt nước, thích nghe những lời đẹp đẽ tốt đẹp về mình. Chỉ cần bạn đừng làm trái với cái tâm của mình thì điều gì cũng có thể. Sao phải ngần ngại trao nhau những lời khen ngợi và khích lệ đối phương? Hãy nở nụ cười. Nụ cười biểu hiện đến 80% tính cách của mỗi người. Vui vẻ, tâm sáng, lạc quan thực sự thì nụ cười rạng rỡ, vô lo. Người có phúc tướng có nụ cười tự nhiên sảng khoái, miệng cười mắt cười, khuôn mặt bừng sáng. Người này hay nói cười luôn mang đến thiện cảm với người đối diện. Tuy nhiên thì cười phải đúng lúc đúng chỗ. Người chỉ biết cười hả hê trên nỗi đau của người khác thì đó là cốt cách của người độc ác. Sớm muộn gì thì cũng bị quả báo, cả đời không có nổi một tri kỷ. Đi đứng, nói năng, ngủ nghỉ, ăn uống. Những người có tướng xấu trong các hành vi ăn uống, nói năng, ngủ nghỉ thường tập trung ở các đặc điểm sau. Ăn uống nhồm nhoàm, phát ra tiếng kêu chọt chẹt, ăn không ngậm miệng, khiến cho đồ ăn rơi vãi văng ra ngoài. Khi ăn, chỉ chăm chăm gắp món ngon, không biết nhường cho ai, vừa ăn vừa nói, trong khi ăn thì ngồi xổm, ngồi tùy tiện, cúi gằm mặt xuống, ăn nhanh, không nhìn ai, hoặc ánh mắt láo liên nhìn mọi người. Đây là tướng người cả đời nghèo khổ, không phát lên được. Hoặc trong khi ăn giả vờ kiểu cách làm sang, điệu đà quá mức bỏ thừa đồ ăn. Đây là kiểu người thích cảnh vẻ, tâm tư nhỏ mọn và suốt đời chỉ ganh tị với người khác. Đi đứng lao nhanh về phía trước, cúi gằm mặt xuống, dáng đi tất tả, đi siêu vẹo, dáng chấm phẩy, trọng lượng nghiêng về một bên. Vừa đi vừa nhìn ngó quanh quẩn, hoặc là đi đút tay vào túi quần, mắt láo liên, là những người không ngay thẳng, vất vả, không đáng tin. Hoặc dáng đi uốn éo điệu đà, vừa đi vừa chỉnh tóc tai, là kiểu tướng người dâm đãng, thích làm dáng, thích gây sự chú ý với người khác. Những người này thường có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, đàn bà có thể bị bạo hành. Ngủ nghỉ. Nếu ngủ mà mở mắt, lộ răng hoặc nghiến răng kèn kẹt là những người có vận khí không tốt. Người ngủ hay giật mình, ngủ không sâu giấc, hay thức giữa đêm, thường xuyên mất ngủ là những người hay lo toan cuộc đời bôn ba vất vả. Sửa được những tướng này thì bạn sẽ thay đổi được ít nhiều vận mệnh xấu. Luôn nói biết lời cảm ơn người đã giúp đỡ mình. Câu chuyện của một bé trai ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đạp xe giữa đêm tối đã được tài xế ô tô soi đèn dẫn đường suốt một đoạn dài cho tới khi em trở về đến nhà. Để cảm ơn, bé trai đã lễ phép cúi gập người bày tỏ lòng biết ơn, khiến chính bản thân tài xế ngỡ ngàng. Đây là một cảnh tượng đẹp về văn hóa ứng xử giữa người với người. Và câu chuyện bé gái Hải An, Việt Nam hiến giác mạc của em sau khi em qua đời vì bạo bệnh là một hành động cao cả, một tâm hồn đẹp, được giáo dục chân lý sống là phải biết cho đi một cách vô tư. Hành động của Hải Anh sau đó đã được thức tỉnh biết bao người, ngay lập tức được rất nhiều người đồng ý hiến tạng, hiến giác mạc cho y học sau khi họ qua đời. Sự tử tế thì bao giờ cũng có một bàn tay đưa ra, sẽ có bàn tay khác nắm lại. Việc tử tế ai cũng có thể làm nếu khởi nguồn từ lòng nhân ái, tử bi, thương người khác như thương chính mình. Để làm được việc tử tế không khó, nhưng đòi hỏi chúng ta phải có lòng dũng cảm và kiên định với quyết định của chính mình. Điều quan trọng nhất là thực sự phải học được cách cho đi một cách vô tư như trái tim trong veo thuần khiết. Trên đây là những thông tin về những nét tướng người nghèo khổ xảo quyệt. Và phần tiếp theo của chương trình lần này, Phong Thủy Gia Cát sẽ giúp anh chị tổng hợp ra hai con giáp. Khi mà có đặc điểm trên thì vận trình năm 2020 Canh Tý sẽ khó khăn, gặp phải trắc trở, cần phải cẩn trọng, chú ý. Đó là mệnh chủ tuổi Tý.
Trong năm 2020, tuổi Tý phạm Thái Tuế lại sẽ khó khăn càng nhiều. Thái Tuế đương đầu, không họa này ắt có họa khác. Con giáp này khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế tuổi Tý và Thái Tuế đồng vượng dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn gỗ mực cho mình là nhất ở con giáp này. Bản mệnh có thêm nhiều ham vọng, nhiều mong muốn hoặc là quá sống thực tế, hoặc tỏ ra quá đỗi lạnh lùng, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái Tuế Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan, thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường. Khi bóng đêm ập xuống thì ánh mặt trời bị che khuất, con giáp này không kiểm soát được bản thân mình, có thể trở thành một người hoàn toàn khác, bộc lộ hết những mặt xấu xí trong con người mình. Ngoài ra thì phạm Thái Tuế luôn là điểm hung, Tý Thủy đứng đầu nên bản mệnh cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán, hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi, thủy sản hay đồ ăn uống, phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà Thái Tuế gây ra. Thái Tuế Tý Thủy vượng còn khiến cho yếu tố hỏa và kim trở nên suy yếu, ngũ hành mất cân bằng, các hành khắc chế lẫn nhau còn có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của tuổi Tý. Tuổi Tý vào năm 2020, con giáp này dễ mắc bệnh về tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong công việc. Điềm báo tử vi cũng cho thấy bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ, nhất là đối với người cha. Kim sinh xuất cho thủy, Thái Tuế phát tiết, những chú chuột còn có thể gặp phải những vấn đề về hệ hô hấp. Song do kim là mẫu tinh của tuổi Tý nên đa phần điểm này sẽ ứng với nữ mệnh hoặc người mẹ của bản mệnh. Âm thủy quá vượng nên phong thủy gia cát xin nhắc nhở tuổi Tý trong năm Canh Tý chớ nên ham vui mà tới những nơi sông sầu sóng cả, cần phải lưu tâm những nơi là hầm ngầm hay hang động dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng, nếu không dễ gặp phải tai họa khôn lường. Để hóa giải những tà khí do hung tinh mang đến, người tuổi Tý cần sử dụng ngay pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Bát Bảo Tâm Kinh với hình tượng ở mặt trước đó là 8 bảo vật của nhà Phật mang lại bình an may mắn cho gia chủ. Mặt sau là chú Bát Nhã Tâm Kinh giúp tịnh thân mang lại may mắn tài lộc cho gia chủ. Minh Quang Pháp Bảo là pháp khí phong thủy sử dụng hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh. Khi được chiếu sáng sẽ hiện lên hình tượng Phật Bà Quan Âm và thần chú Bát Nhã Tâm Kinh là vật phẩm phong thủy hàng đầu về kỵ tà hóa sát, chiêu tài lộc cho gia chủ. Và tiếp theo trong danh sách của chúng ta đó là tuổi Ngọ. Tử vi năm 2020 cho thấy trong năm tuổi Ngọ xung Thái Tuế sẽ dẫn đến hiểm họa trùng trùng, Tý Ngọ tương xung lại thêm thất sát hung tinh, khắc chế nên hung nhiều hơn cát. Sự nghiệp khó về được như ý, dễ bị chèn ép bởi quyền lực lớn hơn, trở ngại quá lớn nên làm gì cũng vấp phải đá tảng, hết lần này tới lần khác không xong việc. Trong năm không nên để xảy ra xung đột với các cơ quan hành pháp chấp pháp nếu không muốn tự rước họa vào thân. Có thể sẽ có phải sự chuyển dịch về chỗ ở hay là chỗ làm. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra, đề phòng thiên tai, bệnh tật hay những chuyện tà bí. Ngoài ra hàng loạt hung tinh như tuế phá và tai giáp còn đại diện cho những chuyện nguy hiểm có thể xảy ra với con giáp này. Thất sát thì tượng trưng cho sự tà ác, những tổn thương nặng hay là những sự công kích nghiêm trọng. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải các xung sát do Thái Tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài Thái Tuế. Tuy Tuế can canh kim lộ xuất chính tài, nhưng chính tài lại bị Thái Tuế thất sát kìm kẹp. Vì thế mà trong năm nay, bản mệnh không nên tham gia đầu tư mạo hiểm. Đừng để lòng tham của mình đẩy chính bản thân vào hố sâu, dễ bị kẻ gian lừa gạt, mất tiền hao của. Tài vận của tuổi Ngọ vào năm 2020 không được vượng cho lắm, tiền bạc kiếm được đều phải làm lụng cực khổ, không có chuyện tài lộc từ trên trời rơi xuống. Nên tập trung vào công việc chính, không nên tìm cách kiếm tiền bằng nghề tay trái hay là chơi cờ bạc đỏ đen. Năm nay bản mệnh dễ vướng vào vòng lao lý, càng tránh xa những việc bất hợp pháp bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Đừng tùy tiện làm những việc trái với quy định, trái với pháp luật vì hám lợi nhất thời, chẳng những hao tốn tiền của mà còn có thể vướng vào vòng lao lý. Về sức khỏe thì con giáp này cần phải đề phòng bệnh tình biến chứng theo chiều hướng xấu, có thể sẽ xuất hiện u nhọt, không nên uống nhiều rượu bia, dùng các chất kích thích. Nên kiểm soát tốt cảm xúc của mình, nếu không sẽ tự khiến cho bản thân buồn bực khó chịu, dần dà để lại bệnh tật trong người.
Ngoài ra, Thái Tuế Tý Thủy là âm thủy, vì thế trong năm thủy hỏa xung khắc, mệnh chủ nên lưu ý không nên đến những nơi có nhiều nước như ao hồ, sông suối, biển cả, cẩn thận kẻo gặp hạn nước. Nếu có thể thì đừng tới những nơi âm u ẩm ướt, nơi có nhiều tà khí, nếu không sẽ khiến cho bệnh tật quấn thân hay là bệnh tình trở nặng. Hàng ngày nên đề phòng trộm cắp, trước khi ra khỏi nhà phải đóng cửa, khóa cửa cẩn thận, hạn chế nhiều đồ có giá trị trong nhà cũng như là mang theo bên người. Để bổ trợ cho thân mệnh gia chủ, cách tài nạp phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề tránh cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi hoặc để lại thông tin mong muốn của mình ở phía dưới ô bình luận. Thầy Gia Cát cùng đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.